Kể từ khi con báo hoa mai này đến, khu vực sinh sống của khỉ đầu chó đã không còn an toàn. Tiếng báo động không ngừng vang lên, làm huyên náo cả một góc rừng. Khỉ con sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn, có thể trở thành bữa ăn cho báo hoa mai bất kỳ lúc nào. Tuy hôm nay, con báo đã có được thức ăn rồi, là một con linh dương, nhưng ngày mai hết linh dương, nó sẽ chuyển sang khỉ đầu chó. Nhiều rắc rối cũng ập đến, mùi máu tanh của con mồi đã thu hút lão nhị của Thảo Nguyên tìm đến. Linh cẩu không biết leo cây, nên bầy khỉ đầu chó cũng ít lo ngại. Có điều, đám khỉ sẽ mất đi sự tự do vui đùa dưới mặt đất. Khủng khiếp hơn, con mồi của báo hoa mai cũng đánh động đến lão đại sư tử. Sư tử cái thì hoàn toàn khác, bởi nó cũng biết trèo cây và lũ khỉ con dự đặt trong nguy hiểm. Tuy nhiên, bầy khỉ đầu chó vẫn còn thời gian di chuyển tất cả các thành viên ra khỏi khu vực này, bởi các mãnh thú đang nhắm đến con mồi của báo hoa mai. Với linh cẩu, giờ nó chỉ ao ước một điều duy nhất là con báo vô tình đánh rơi một ít thịt và nó cứ nằm đó để mơ có thịt ăn. Cả con báo và linh cẩu sẽ không dám gây ra tiếng động lớn vì chúng biết sư tử cái đang lẩn quẩn ở đâu đó. Nếu để sư tử cái tìm đến thì cả hai sẽ không còn gì để ăn. Còn với bầy khỉ đầu chó, chúng đã di chuyển ra khỏi cánh rừng chết chóc. Chúng ngậm ngùi rời bỏ thiên đường mát mẻ và nhiều hoa quả để tìm nơi định cư mới. Chướng ngại cuối cùng là chúng phải tìm cách vượt qua nhánh sông nhỏ tử thần này, bởi quái vật cá sấu vẫn đang chờ đợi bữa ăn của chúng. Khỉ đầu chó đã tìm ra cách đối phó nhờ vào sự thông minh và dẫn dắt chuyên nghiệp của khỉ đầu đàn. Chúng lựa chọn khúc sông hẹp nhất để thực hiện những cú nhảy không chạm nước. Tất nhiên, điều đó đã làm cho cá sấu rất buồn bực. Tài ngụy trang, đóng lỏng dưới nước của cá sấu có giỏi đến mấy cũng trở nên vô dụng. Cuối cùng, bầy khỉ đầu chó đã tìm được một nơi sinh sống lý tưởng mới. Chúng sẽ bắt đầu khai hoang lập nghiệp ở đây một thời gian. Độ thông minh của chúng vượt xa sự tưởng tượng. Chúng làm cách cho trái cây chín rụng thật nhiều xuống mặt đất, hỗ trợ bữa ăn cho đàn voi. Wow. Những gã khổng lồ phần nào là sự uy hiếp đáng sợ cho bầy thú ăn thịt.